hành trình tìm về tự nhiên với bộ sưu tập đá nhân tạo gốc Thạch Anh HD Stone. Mỗi bộ sưu tập là một thử thách với những câu chuyện sáng tạo để khác biệt, tạo ra những kiệt tác và xây dựng nên tên tuổi của một thương hiệu. Trên hành trình phát triển kiến tạo, HD Stone đã nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm đá Thạch Anh nhân tạo cao cấp, lấy cảm hứng từ thiên nhiên diệu kỳ. Sản phẩm của HD Stone là một tác phẩm nghệ thuật kết tinh từ hàng nghìn giờ lao động, khối óc sáng tạo và sự tận tâm của mọi thành viên. Với mong muốn mang đến giá trị tận hưởng cuộc sống của mỗi gia đình Việt, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra thị trường 4 mẫu sản phẩm đá Thạch Anh cao cấp, sang trọng, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Cano Ivory HD 8681 mang vẻ đẹp của trời Âu thu nhỏ từ sự kết hợp của hàng trăm kênh đào uốn lượn quanh các thành phố. Nền vân trắng đặc trưng của đá cẩm thạch tự nhiên đến từ đất nước Norway. Cano White HD 8682 vẻ đẹp lãng mạn từ những con kênh đào huyền thoại kết hợp với nền vân trắng ngả voi tạo nên vẻ đẹp sang trọng, hiện đại. Abero HD 8683 là nguồn cảm hứng từ vẻ đẹp của những thân cây gỗ mộc kết hợp với nền trắng sứ của đá Marble Staturio từ đất nước Italia. Alpes Marquina HD 8684 được lấy cảm hứng từ dãy núi Alpes Thụy Sĩ, được kết hợp từ hai gam màu tương phản, màu trắng của tuyết và màu đen huyền bí của đá Marquina từ Vương quốc Tây Ban Nha. Sở hữu trên 90% cốt liệu đá Thạch Anh tự nhiên, có độ bền cao, khả năng chống thấm, chống xước và bám bẩn hiệu quả gấp nhiều lần so với các loại nguyên vật liệu khác. HD Stone xứng đáng là lựa chọn tối ưu cho nhiều hạng mục thiết kế nội thất. Không những thế, HD Stone là dòng sản phẩm được các tổ chức uy tín thế giới công nhận và đánh giá chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, chứng minh về sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người như NSF, CE, Green Guard Environmental Institute, Green Guard Gold. Với dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với quy trình sản xuất bài bản, hệ thống máy móc tự động hóa, khắt khe trong việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, mọi thứ đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc nhanh chóng, chính xác đến từng chi tiết. HD Stone là sản phẩm chất lượng cao, sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi không gian thiết kế nội thất. Mỗi sản phẩm là một minh chứng trọn vẹn cho cam kết bền bỉ của HD Stone trong việc kết hợp giữa tri thức khoa học, sự sáng tạo của con người và cảm hứng nghệ thuật. Không chỉ mang tới vẻ đẹp hoàn mỹ cho không gian sống, mỗi khối đá còn mang sứ mệnh lan tỏa sức sống và khơi dậy niềm đam mê với cái đẹp, kích thích chất riêng tiềm ẩn trong mỗi tâm hồn con người. HD Stone mang chất lượng và vẻ đẹp cho một cuộc sống tiện nghi. Cùng chúng tôi ngắm nhìn, tận hưởng và lưu giữ những khoảnh khắc yêu thương từ căn bếp gia đình. HD Stone, một sản phẩm của Hưng Thịnh Company.